Cùng đánh bại Ba Lan và cùng không ghi được bàn thắng vào lưới đội tuyển Pháp, Hà Lan và Áo đều đang có cơ hội vượt qua vòng bảng của Euro năm nay và mục tiêu mà họ cùng hướng tới là giành chiến thắng trước đối thủ ở trận đấu cuối tại bảng D. Liệu ai sẽ thực hiện được mục tiêu đó? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu trong chương trình Sôi động cùng Euro số 29. Với 4 điểm có được, Hà Lan chiếm ưu thế hơn so với Áo trong việc ghi tên mình ở vòng 1/8. Thắng, hòa, thậm chí là thua nhẹ vẫn là những kết quả có thể giúp đội bóng áo cam vượt qua vòng bảng. Còn với tuyển Áo, tình thế khiến họ buộc phải thắng nếu không muốn đặt số phận mình vào tay kẻ khác. Hãy xem là hai đội đã chuẩn bị như thế nào trước trận đấu này. Hà Lan và Áo chuẩn bị trước trận đấu cuối vòng bảng. Đội tuyển Hà Lan sẽ có được lực lượng mạnh nhất. Trước Euro 2024, cơn lốc màu da cam đã buộc phải gạch tên hai tiền vệ quan trọng là De Jong và Tuan Koopmeiners. Đội tuyển Áo, Gerard Jonner, cầu thủ thi đấu cực hay ở trận thắng Ba Lan, nhiều khả năng sẽ không thể ra sân ở trận gặp Hà Lan vì gặp vấn đề ở phần cơ đùi. Phong độ và lịch sử đối đầu. Trong 5 trận đối đầu gần nhất, Hà Lan giành trọn vẹn 5 chiến thắng. Trong khi đó, Áo chưa từng thắng Hà Lan từ năm 1984 tới giờ. Phong độ đội tuyển Hà Lan. Trong 5 trận gần nhất, Hà Lan thắng 3, hòa 1, thua 1. Phong độ đội tuyển Áo. Trong 5 trận gần nhất, Áo thắng 3, hòa 1 và thua 1. Phong độ và lịch sử đối đầu. Trận hòa không bàn thắng trước Pháp có thể coi là thành công với Hà Lan. Thực tế, những cơn lốc màu da cam không quá lép vế trước nhà vô địch World Cup 2018. Lối đá biết mình biết người và một chiến thuật phù hợp đã giúp Hà Lan gần như chắc chắn có vé đi tiếp. Tâm lý của Hà Lan hiện tại rất thoải mái khi không còn buộc phải giành chiến thắng ở lượt trận cuối. Hàng phòng ngự chắc chắn dưới sự chỉ đạo của Van Dijk sẽ giúp các cầu thủ tấn công ở tuyến trên yên tâm hơn. Rõ ràng vào lúc này, Hà Lan vẫn đề cao sự hiệu quả và chắc chắn hơn là sự lựa chọn lối đá tấn công phủ đầu như những giải đấu lớn trước. Phía bên kia chiến tuyến, Áo đang bay cao sau chiến thắng 3-1 trước Ba Lan. Chỉ một điểm nữa cũng có thể giúp Áo đi tiếp với tư cách là một trong số những đội hạng 3 có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, đây là đối thủ không hề dễ bị bắt nạt với mọi ông lớn nào. Áo từng thua Pháp 0-1 ở trận ra quân khi mà sở hữu thế trận không đến nỗi nào. Với phong độ đang lên cao, đây có thể là bài toán khó giải với Hà Lan. Tuy nhiên, kể từ năm 1984 tới nay, Áo chưa từng thắng được Hà Lan và có thành tích đối đầu cực tệ. Huấn luyện viên tuyển Áo tự tin sẽ có ngôi đầu bảng D. Huấn luyện viên Ralf Rangnick cho rằng đội tuyển Áo đủ sức thắng nốt Hà Lan ở trận cuối bảng D Euro 2024 sau khi cùng học trò thắng 3-1 trước Ba Lan ở lượt trận thứ hai. Đội tuyển Áo đã giành 3 điểm đầu tay ở Euro 2024 khi vùi dập Ba Lan với tỷ số 3-1. Các bàn thắng của Christoph Baggener, Gernot Schorner và Marko Arnautovic đã giúp đội bóng của huấn luyện viên Ralf Rangnick mở tài khoản chiến thắng, nhờ vậy tạm vươn lên ngôi nhì bảng. 3 điểm trước Ba Lan cũng giúp Áo còn nguyên cơ hội đi tiếp vào vòng 16 đội, trong khi Ba Lan đã bị loại khỏi cuộc chơi khi chắc chắn đứng cuối bảng. Huấn luyện viên Rangnick hào hứng với màn trình diễn ấn tượng của Áo khi học trò đã đứng dậy rất nhanh sau trận thua Pháp trong ngày mở màn. Tuy nhiên, vẫn có những thứ khiến cựu huấn luyện viên Manchester United không hài lòng. Chiến lược gia người Đức cho rằng Áo có thể thắng Hà Lan ở trận cuối khi hai đội đụng độ nhằm tranh vé đi tiếp. Tuy nhiên, theo huấn luyện viên Rangnick, điều quan trọng là Áo tập trung cải thiện lối chơi hơn là chỉ nhìn về đối thủ. Huấn luyện viên Rangnick thẳng thắn cho biết Áo đủ sức thắng Hà Lan và đoạt ngôi nhất bảng D. Vị trí chung cuộc Hà Lan và Áo có thể thay đổi như thế nào? Chỉ cần không thua trước tuyển Áo ở trận đấu một mất một còn đêm 25 tháng 6 tại Olympia Stadion Berlin, Hà Lan sẽ giữ vững được vị trí trong hai đội dẫn đầu bảng để giành vé chính thức vào vòng 1/8. Đây không phải là nhiệm vụ quá tầm đối với thầy trò huấn luyện viên Ronald Koeman, cho dù Áo đang nổi lên như một hiện tượng của Euro 2024. Hay nói cách khác, một thế lực cũ của bóng đá châu Âu đang trên đường trở lại. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên tài năng Ralf Rangnick, Áo đã trở thành một tập thể ngoan cường và thiện chiến. Tính luôn từ đầu vòng loại cho đến thời điểm này của vòng chung kết Euro 2024, Áo mới để thua đúng 2 trận trước Bỉ và Pháp, những đội bóng top 3 thế giới, còn lại là 7 trận thắng cùng 1 trận hòa. Nếu chơi đúng sức như trận gặp Ba Lan, Áo hoàn toàn có thể gây sốc trước Hà Lan để vươn lên trong hai vị trí dẫn đầu. Trong trường hợp này, Hà Lan vẫn sẽ có vé đi tiếp với 4 điểm và chiếm ưu thế lớn trong việc cạnh tranh một vị trí trong nhóm 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Chỉ có điều, khi ấy họ không còn quyền chọn đối thủ ở giai đoạn đấu loại trực tiếp.